Báo cáo với lại quý vị và các bạn, Sony CF1630 chữa mẹo. Đang cùng nghe chương trình. Chúc mọi người luôn hạnh phúc bên bạn bè người thân. Ban biên tập cũng đáp ứng cho thính giả có số máy 792941. Có số máy 25541. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui và luôn thuận lợi trong công việc. Tại sao tôi hoàn toàn khác hai cuốn trước? Vì sau khi suy nghĩ thì tôi nhận thấy rằng đó là tốt nhất là hãy nói một cách chân thật nhất, giống như là người phụ nữ, bạn có thể nói với họ, bạn có thể đối xử với họ rất tốt, bạn có thể nói với họ nhiều câu hoa mỹ, nhưng điều cuối cùng mà họ muốn nghe là anh yêu em, và họ tin vào điều đó. Thì tôi muốn bạn đọc, tôi tin rằng tất cả những điều tôi viết nói một cách chân thật nhất, và thấy được tất cả những cái đau thương do chiến tranh mang lại cho dân tộc tôi. Và tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc khi mà bạn đọc đón nhận nó là lòng dạ. Dường như là với nhà văn Vũ Một, những cái gì mà nó gắn với những cái hồi ức liên quan đến quê hương, đến cái vùng đất của mình, nó là một cái nguồn cảm hứng nó rất là xuyên suốt, kể cả ở ba cuốn tiểu thuyết ạ. Nhà văn Tô Hòa có nói là mỗi một cái nhà văn cần có quê hương sáng tác. Quê hương đó là nơi anh sinh ra, còn nơi anh có sự gắn bó. Tôi sinh ra Quảng Nam năm 1964. Cái thời điểm đó, cái vùng đất quê tôi sinh sống là một cái vùng đất rất là kinh khủng về chiến tranh. Hai bên gọi là cài răng lược, cái đánh nhau. Và nó gần như là một cái bãi chiến trường rất là khốc liệt. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến những cái đau thương từ chiến tranh mang lại của những người dân vô tội, như người nông dân bị bắn chết. Ôi, lắp vào rồi. Chỉ thế thôi. Chữ mẹo nó vẫn sôi cái băng cassette, thế nhưng mà thôi cũng nghe được nha. Thân ái chào tạm biệt.